trồ sắn cùng nên vợ nên chồng. Vàng làm hiếu lá trầu xăm mà chỉ sợ người yêu chờ đợi buồn phiền, đôi mắt kiếm tìm chưa vui chờ tan lỡ chuyến hẹn hò tình mẹ duyên đôi Được rồi, cảm ơn ban nhạc. Trời, thí sinh đầu tiên ra hốt hết bông rồi mọi người ơi. Em cất giọng lên một cái rồi, không có bao nhiêu bông mà cho đủ với em hết trơn. Ngọt ngào không bà con cô bé? Dạ, em cảm ơn bà con cô bác ạ. Bởi vì bà con cô bác vỗ tay nhiều quá. Rồi bởi vì ban giám khảo anh Châu Thanh, anh Minh Nhí tặng hết qua cho em. Cho nên là em yêu cầu ban nhạc ngừng ở đây. Dạ đủ rồi, hát chi nhiều nữa mệt. Ủa? Ôm bông hết về làm ban giám khảo luôn. Em để ý vậy nè anh. Ê, để ý sao ạ? Đầu tập cái ông Khương Dường biết ông làm cái gì mà không bao giờ ông xuất hiện đầu tiên ở đây nha. Rồi vậy? Hù. Thôi, ông tới rồi, ông tới rồi. Trời ơi. Nãy anh nói tốt cho em không á? Dạ tốt rồi hả? Trời chị gái này chị bán chầu mà chị lên chị hát thì chị kêu em bưng cái thúng chầu giùm chị nè. Bây giờ muốn đi bán chầu hay muốn ngồi đó? Dạ em cũng muốn đi bán chầu mà em cũng muốn ôm qua nữa. Bây giờ hai cái muốn giờ là muốn cái nào được vậy thế? Vừa bán trầu vừa ôm qua rồi mình, rồi, mình đi xuống đi nha. Dạ rồi mình đi xuống nha, vừa ôm qua mà vừa bán trầu luôn nha. Vui lắm bà con cô bác. Ông Khương Dừa em đi hái trầu á, ổng suối người ta đi bán trầu. Trầu thì ok nè, trầu thế nè, còn cao vậy sao này, ăn cao này về luộc ăn. Trời đất ơi, chấm thiệt á. Nhiều khi tôi thấy ông Khương Dừa thần kinh bán bánh ninh dễ sợ. Thần kinh bán bánh ninh dễ sợ. Tại bữa từ bữa giờ làm việc chung anh đó. Anh ơi em khoái cái câu là thần kinh bán bánh ninh nha anh. Cho em xin câu đó hả? Cho em xin câu đó liền. Rồi. Em làm trend năm nay. Dạ chào mừng quý bà con cô bác đang đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn phát sóng lúc 20 giờ trên kênh Khương Dừa thứ bảy hàng tuần. Hy vọng là bà con cô bác sẽ đón xem ủng hộ ha. Dạ và chương trình thì hân hạnh nhận được sự tài trợ của Adnos Sunka Media, Phương Đồ Bộ, Anna Dental và Dana Care. Dạ ngoài ra thì chương trình cũng nhận được sự đồng hành của Cà Phê Vườn Đá, Adam Store, áo dài Quyên Nguyễn, Hồ Bích Trăm Hao và Bánh Tráng Tân Nhiên. Dạ dạ em xin kính chào ba vị giám khảo của chương trình nè. Dạ, dạ tính đến nay thì mình cũng trải qua cũng sương sương cũng vài tập của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn rồi ha anh chị. Hai anh chị cho em một xíu ý kiến về chương trình cũng như là về thí sinh của chương trình ha anh chị. Hai anh chị hả? Có ba anh chị. Có công nhận không? Có công nhận mình nhí nói không? Ổng càng làm ổng càng thần kinh. Xin lỗi anh và xin lỗi bà con cô bác, đến giờ này là em hơi bị máy hơi chậm rồi, không cổ kính nó hơi đầy. Giỡn với em thôi nhưng dạ. Mà tại sao bà con cô bác biết sao? Bọt má chương trình này là ổng nghĩ ra nè, rồi ổng làm đạo diễn nè, rồi ổng đi casting diễn viên nè, rồi ổng làm đạo diễn cho các thí sinh nữa nè, rồi ổng làm MC nữa nè. Người thân của thí sinh luôn. Em như Tôn Ngộ Không vậy đó. Em làm như em có 72 phép vậy đó, thành dạ. Ra đủ thứ dạ, điều kiện cho nên là ổng hơi bị thần kinh chớp dạ. Cho nên bà con bà mình con bác ủng cái hộ này em là ha. Thần kinh dễ thương nè. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mà dạ. Một hồi thần kinh nữa là tôi nói nữa đó. Bây dạ. Giờ nhiều khi em nói xong cái em không nhớ. Công việc nhiều quá mà sao em nhớ hết được. Cái điều mà mình cảm nhận về cái sự khán giả, tất cả bà con rất là tha thiết với chương trình. Dạ. Và bà con nói là chương trình này dễ thương quá chú Thanh ơi. Tôi thấy hồi đó giờ tôi nhát lắm mà tự nhiên cái bữa nay tôi làm ca sĩ luôn rồi. Đó là một điều mà mình đã được thành công. Dạ. Và hai nữa, những tiết mục mà biểu diễn thì anh thấy họ giống như là những người thân trong gia đình. Dạ. Họ rất là tự nhiên và đem tất cả những cái cảm xúc của mình để hát, hát bằng cả trái tim. Thì đó là cái sự cảm nhận của anh. Thì báo dạ. Anh sẽ kể lại cho em nghe là câu chuyện là như vậy đó. Dạ, cảm ơn anh nhiều.
thưa Khương Dừa cũng như thưa tất cả quý bà con, cô bác, càng ngồi ghế ban giám khảo chương trình này, Ngọc Huyền cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, yêu cái nghề mình theo đuổi nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó đó, cuộc đời nó có nhiều cái ngã rẽ, nhưng mà cái mục đích chính để mà tất cả chúng ta đều được thành công là nhờ vào chữ thương và chữ tâm. Bởi vì nếu mà Khương Dừa không vì thương thì Khương Dừa cũng không làm được một cái chương trình này để dành tặng một cái sân chơi cho mọi người yêu thương ca hát và đam mê được một lần đứng trên sân khấu. Cái tâm là chăm chút từng thí sinh một, từng tiếp mục một để ban, cho ban giám khảo nữa, ban giám khảo nữa. Đúng rồi, ban giám khảo. Cho ban giám khảo. Chăm chút cho ban giám khảo nữa. Đó, thương vậy đó. Cho cái tổng thể Ngôi Sao Miệt Vườn, tất cả chúng ta đều được vui, thoải mái, muốn làm theo ý thích của mình, muốn làm theo đam mê của mình. Một giây phút sống cũng thật là ý nghĩa và tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, và tới giờ này thì thật sự là chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn cũng như là em cũng rất là vui khi mà nhận được sự hỗ trợ từ phía ba anh chị. Có thể nói ba anh chị là một, tới giờ em nói giống như là linh hồn của chương trình này. Mùa sau em có làm nữa, nếu mà một trong ba anh chị mà không xuất hiện, chắc là bà con cô bác sẽ kêu réo em, sẽ nhiều khi không tham gia đó. Tại vì ba anh chị là dìu dắt, giúp em dìu dắt cho bà con cô bác. Bản thân em cũng vậy, em cũng đã đứng trên sân khấu rất là nhiều, nhưng mà em chỉ đứng để em chỉ đạo là nhiều, em không có biểu diễn. Và hôm nay là em đứng trên sân khấu để em dẫn. Thì các anh chị thấy đó, có những cái đoạn vấp váp là anh chị cũng tạo cái tiếng cười, nó cũng vớt em lên. Cái khoảng cách giữa anh chị với lại các anh chị thí sinh đó, nó rất là gần luôn. Và em nghĩ là mai mốt là anh chị mà đi biểu diễn hay đi đâu, bà con cô bác sẽ không có ngần ngại nữa. Và qua chương trình này thì cũng hy vọng gửi tới bà con cô bác một thông điệp là các anh chị nghệ sĩ thì cũng giống như mình thôi. Do mình nghĩ là anh chị sẽ xa cách hay như thế này thế kia, nhưng không có. Dạ, thật sự thì trong chương trình này thì ba anh chị rất là dễ thương. Dạ, một lần nữa cảm ơn ba anh chị rất nhiều. Anh Minh Nhí có nói gì thêm không? Em nói gì được chưa? Trời ơi, ok chưa anh? Được rồi. Được ha? Được quá rồi. Được, vậy mình bắt đầu chương trình ha. Bắt đầu đi. Sớm sớm lên ha. Ơi, sớm lên mọi người ơi. Sớm lên, bà con cô bác. Rồi, mở đầu chương trình hôm nay bằng một tiết mục rất là sớm. Múa lên. Xin mời bà con cô bác cho một tràng pháo tay. We'll be right back.
Địa ơi, sao qua kiếm con gái cô bác hoài vậy con? Hả? Thương mà. Thương hả? Đứng trộm nhìn vậy hả? Lên dễ thương lắm anh ơi. Dạ, nói vài câu đi rồi bác gã luôn. Khỏi phải đứng trộm nhìn. Thiệt không? Đó, con gái của bác đó. Thiệt luôn hả? Được đó, còn đó, nó nội ngoại hai bên đó. I love you. Nhưng mà nãy sao thương mà không dám lợi nắm tay, nắm chân gì trơn mà gì nhìn tình cảm rồi bác thấy rung quá hả? Nam nữ cọ cọ. Thương quá. Dạ rồi, cảm ơn quý bà con cô bác. Cảm ơn quý giám khảo rất là nhiều đã theo dõi phần trình bài hát là Trộm Nhìn Nhau của anh Cường. Tò mò lần bỏ ra được rồi chứ hả? Dạ được. Em mỏi. Đúng rồi, em bỏ ra đi. Chào anh giám khảo. Trời ơi. Quá. Dạ chị Thảo cũng là một trong những thí sinh của tập này luôn ạ. Thấy anh Cường anh nhát quá cho nên là chị Thảo nói thôi để em trợ diễn. Mà bả tự diễn thì bả nhớ lời. Bữa trước tập rồi hai anh chị tập dễ thương lắm, ngồi cười quá trời luôn. Mà bữa nay dắt cho áp lực. Anh chị chào ban giám khảo đi, chào quý khán giả đi. Dạ em chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Anh giới thiệu về mình đi, giới thiệu về công việc của mình cho ban khảo hiểu rõ đi. Hay là mình là công việc chính của mình là ông Địa? Không. Em là tên là Phan Văn Cường. Em ở Thủ Đức là em nay là 58 tuổi rồi. Nhưng mà cái duyên của em á là em nói thiệt em chạy sơ ôm anh. Dạ không đúng rồi, em biết anh chạy sơ ôm luôn á. Dạ. Sau này em chuyển qua em đi giao hàng. Dạ. Thấy thương lắm. Ngày nào em cát á là chạy sơ ôm mà tạt ngang ghé cát. Rồi xong ngày nào mà em chọn bài á chạy sơ ôm mà tạt ngang để chọn bài, quá đam mê mà thấy thương lắm. Rồi bữa nay em có chạy không? Có. Có chạy luôn hả? Thi xong rồi lát ra chạy tiếp. Không, nay nghỉ mạnh. Mạnh. Nay nghỉ mạnh. Rất là thật. Nay nghỉ mạnh. Phải nói là tiếng hát của Cường rất là truyền cảm. Cái giọng nghe nó dễ thương làm sao á. Hồi xưa giờ anh thấy là chuyện tình Lan và Điệp, rồi chuyện tình Trương Chi Mỹ Nương. Hôm nay lần đầu tiên anh gặp cái chuyện tình ông Địa chứ không phải. Ông Địa và cô Lâm. Ôi nó dễ thương, nó lạ làm sao. Mà khi đến với chương trình của Sân Khang Ngôi Sao Miệt Vườn, anh mới được thấy. Anh nghe Cường tâm sự là người chạy xe ôm đó, anh Thanh hết sức là quý. Chạy xe ôm nhưng vẫn dành thời gian đến đây để tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Châu Thanh rất là quý bạn, xin chúc mừng bạn. Biết kiếm đâu ra được anh xe ôm mà dễ thương mà hát hay vậy hả anh Thanh? Đúng vậy. Dạ thôi cảm ơn cô Lân nè. Cô Lân xuống dưới đi để chuẩn bị tiết mục của cô Lân nè. Để cô Lân đứng đây hồi là cô Lân quên tiết mục của cô Lân đó. Công nhận là Khương vừa chọn cái tiết mục này gọi là bắt mắt. Đang nói về phần nhìn nha. Dạ. Coi đã nha. Bởi vì rất là giống ông Địa luôn. Cái đầu trọc mà cái bụng bự. Quá đã luôn. Mắc cờ. Nhưng mà đó hồi nãy đó là chị tưởng là cái cô Lân hát nghe cái e nhạc là sẽ là một bài trữ tình bolero. Mà thường bài hát này là nữ hát chứ không phải là nam hát. Dạ. Ông hát xong rồi cái tự nhiên tôi cũng yêu ổng hát luôn. Yeah. Địa hát tình quá ông Địa ơi. Yeah. Thỏ thẻ rất là tình tứ luôn. Nó làm cho mình xuyến sao. Mà Ngọc Huyền đang không nói là cái chuyện hay dở trong này. Cái cảm xúc là tuyệt vời. Có một cái gì đó é ấp lắm, thấy không? Đứng xa xa không dám nhìn nữa. Mà hát rất là feeling. Hơi rất là lạ nha, rất là thích luôn cái ông Địa nè. Xin chân thành cảm ơn anh Cường rất hơi, nhiều. Hơi một bụng luôn mà chị. Hơi là một bụng luôn, hơi nhiều hơn mình á. Một bụng hơi luôn á. Một bụng hơi luôn á. Mốt chắc giữ hình tiện ông Địa này để đi hát anh chị. Hát bô rô ông Địa rồi hát bô rô. Bô rô ông Địa. Dạ. Chuyện này khai trương nhiều lắm à. Khai trương ta sẽ mời nhiều đúng lắm rồi. Đó giờ khai trương là ông Địa. Tao muốn lần hồi nãy giờ mà Minh Nhí cũng tưởng vậy đó. Mạng phép em anh nói anh xưng anh nha. Là tại vì em tuổi con rắn đúng không? Dạ đúng rồi. Là em bằng tuổi thằng em út của anh luôn. Và anh cũng tưởng là em ra là em sẽ làm cái trò gì về múa lân, hay là vừa múa lân vừa hài hay gì đó làm náo động lên. Nhưng mà không ngờ là hát. Nhưng mà khi cất giọng hát lên thì không ngờ luôn. Là tại vì nếu mà nhìn cái ngoại hình của em thì không nghĩ cái giọng hát của em nó sẽ ngọt ngào, nó dễ thương vậy. Chỉ có điều là em hát bị đôi khi cái em sợ, em lo lắng, em hát còn nhỏ quá, không có rõ cái lời. Chứ chất giọng thì rất là hay, luyến lái cũng rất là hay. Em thấy hôm nay em vui không? Anh nói thiệt. Nói thiệt chứ vui lắm luôn. Có bao giờ em đứng sân khấu về mà em hát được vậy đâu. Em vui không? Dạ vui chứ. Em vui thiệt là vui đúng không? Vui em... mà nãy giờ mặt căng thẳng quá. Em cười lên đi em. Cười như ông Địa cho em cười chị Dung với bác em luôn á. Thấy chưa? Em đã vỗ
hay quá. Và em cảm thấy em thỏa mãn đúng không? Em vui vẻ, em thỏa mãn không? Thì anh Minh chúc cho em lúc nào em cũng được vui vẻ như vậy, lúc nào trong cuộc sống em cũng được an lành, lúc nào em cũng hạnh phúc. Sau khi cái tập này phát sóng á, có nhiều người biết đến em hơn, yêu thương em hơn. Thay vì kêu một người khác đi giao hàng hay là kêu một người khác chở, thì em có sẽ kêu em. Và thậm chí là có sẽ nhiều cái chương trình nhỏ như đám cưới hay là lễ hội gì đó, người ta sẽ mời em hát để em có được cái thu nhập. Và anh chúc cho em sẽ có thu nhập nhiều hơn một tí để trang trải trong cuộc sống của mình. Anh rất là thấy thương em trong cái bài này. Hồi nãy là cứ tưởng mở cái đầu lân ra là vợ của ảnh á, vợ của em á. Chúc mừng em nha. Dạ rồi, cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Vậy anh tặng cho ban giám khảo, anh xuống dưới anh nhận hoa từ ban giám khảo luôn. Trời ơi, bánh nghe là không có tiền mà ấy hoàng chi vậy? Bánh kem. Cái này, cái này là cây nhà lá vườn chú du. Cây nhà lá vườn nữa hả? Này sáng ai cũng ông đĩa đó, rồi ông đĩa mang theo tặng cho ban giám khảo. Ăn liền luôn ha. Rồi chị ơi, em cảm ơn Cường. Cái này là của Khương Dừa một cái nè, bốn cái lận. Dạ bốn cái à. Dạ đúng rồi, Khương Dừa nè. Khương Dừa. Ồ cái này nè quý vị ơi, là con gái của anh Cường làm. Quý vị muốn mua bánh bông lan bắt kem bằng cả tình thương của người con gái dành tặng cho cha đến với ngôi sao Miệt Vườn, và dành tặng cho chương trình cũng như ban giám khảo. Quý vị mua ủng hộ qua số phone của con gái anh Cường được hiển hiện trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn quý bà con cô bác. Dạ. Dạ cảm ơn. Dạ nhận hoa ha. Đây là hoa anh tặng cho em nha. Dạ em tặng cho anh Cường của em. Dạ, dạ. Cường đĩa. À, dạ anh, em tặng cho Cường đĩa của em. Dạ cảm ơn. Dạ rồi cảm ơn ban giám khảo. Dạ cảm ơn Cường với tiết mục rất là dễ thương vừa rồi. Vé số đây, vé số đây cô chú anh chị ơi. Mời cô chú anh chị đi chợ đi đường vui lòng ghé lại em, ủng hộ em cháu tật nguyền tờ vé số may mắn nha. 10.000 bỏ túi làm chi mua tờ vé số có khi đổi đời. Ta nói cơm xôi gạo nhảy tưng bừng, chiều nay chúng số ăn mừng heo quay. Ta ngồi ta nhậu lay rai nợ nần, trả dứt trong nhà còn dư. Trời ơi, anh Trí, tới nghe anh ra quán vé số ngoài, dễ thương quá, tính ra muốn ủng hộ anh đi rồi xô lạc vô tới đây luôn rồi. Lạc vô đâu anh? Lạc trong cái ngôi trường, trong cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Hả? Cái gì? Hết hồn, bị dịch bệnh quá. Cái sân khấu. Đi cái sao mà lạc vô đây dữ vậy anh? Hay biết anh đâu nè. Ngôi chương trình này em nói cho anh nghe. Sao tại anh? Vì em nghe mấy thằng bạn nói chương trình này lớn lắm. Dạ. Tự nhiên sao đi lọt vô đây bị anh Châu Thanh với chị Ngọc Huyền với anh Minh Nhí rầy sao? Dạ thì giờ lỡ lọt vô đây rồi thôi, giờ cho em xin phép tịch thu vé số ha. Rồi em đi về ha. Được không? À nói anh nghe nè, tịch thu. Anh tịch thu là chiều nay không có tiền trả cho đại lý, mà đại lý nó cúp cua em, nó cúp cua em thất nghiệp là con em nó thất học. Nói gì cái ai mà nỡ mà tịch thu vé số của anh. Hay là em muốn phụ anh đi xuống dưới bán vòng vòng cho bà con cô bác. Hồi nãy anh gặp em anh nói là thấy mấy bạn mà tham gia vui quá, mà không biết là mình bị khiếm thị gì rồi, có thi có diễn gì được không. Đó em nói ở chương trình nào cũng được, chứ chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn là anh cứ thoải mái. Em ước ao lâu rồi anh. Dạ. Ước ao được đứng trên sân khấu, được diễn cho quý bà con cô chú anh chị mình xem. Nhưng mà mình không thấy đường, nó khó quá anh ơi. Dạ thôi bây giờ nè, anh hơi mất phương hướng xíu ha. Em xoay anh một cái đó rồi. Dạ, thi luôn ha. Thi đi rồi vé số mà bán không được thì lát em lo cho. Dạ anh hứa nha. Rồi bây giờ em xuống sân khấu ha. Đó bây giờ anh giữ giùm cái người bạn đồng hành của em đi. Tại vì em hát em phải diễn bắt chước mà tam đại giám khảo này nè. Dạ dạ rồi. Đưa cái vỏ cho anh Khương Dừa giữ luôn. Này, cho nó nhẹ nhàng. Này giữ vỏ luôn ha. Đưa vỏ. Đó đưa vỏ 4 tỷ cho anh Khương Dừa đi. Rồi giao luôn nha. Này bước vòng vòng đi, bước qua bước lại, đừng bước lại trước nha. Đừng bước trước. Bước lên là té. Một lần nữa thì Hữu Trí cũng xin kính chào đến tam đại giám khảo yêu quý của chúng ta. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn ban tổ chức, ban biên tập cũng như các nhà đồng hành tài trợ đã giúp cho chúng em có được một cái sân chơi giao lưu học hỏi và được thân thiện với ba anh chị
nghệ sĩ rất là nổi tiếng mà ai ai cũng đều biết. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ con em cũng xin kính chào ông xuống dưới nha, em nhường sân khấu cho anh Trí. Rồi ngồi đây thấy nhớ nhột quá. Chị thấy là dạ, em nên dừng MC ở đây. Dạ được rồi ha. Giao nguyên chương trình lại cho Trí. Cái này em là đạo diễn, cái này em học hỏi từ anh Khương Dừa đó chị. Em theo dõi lâu lắm rồi. Trời ơi, nói câu mát lòng mát dạ. Em xin xuống dưới nha. Rồi cảm ơn anh. Bán vé số cho anh ha. Rồi okay. Bắt đầu anh bán vé số giùm em ha. Dạ. Em thi luôn. Hey, vô vòng 2 nha. Vô vòng 2 luôn okay, anh. Ok. Hôm nay đến với cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thì Ngô Hồng Trí sẽ dự thi phần thứ một của mình, đó là bài hát Sầu Vương, ý nhạc của soạn giả Diễn Châu. Lành lành buồn bay theo ngọn gió, gió trở chiều thổi nhẹ hạt mưa xa, buồn làm sao những tiếng nhạc lời ca, tình nhân loài chán hòa tình đất nước. Những đường tơ trùng theo mấy ngón tay gầy guộc ông lão rung rung bấm nhẹ mấy cung đàn. Chiếc đàn lòng phím tang thương như một chiếc cơ hàng, đôi khô mắt sâu thăm thăm như chưa đựng một nỗi niềm dị dàng xa xăm. Xe đến rồi đi, kẻ xuống Hậu Giang, người lo trở về nơi đô thị. Từ hồi mấy ai không nghe cõi lòng bâng khuâng với lời ca ngây thơ dũng dài đang vang vang theo tiếng nhạc thâm trầm. Xin chân thành trầm thành cảm ơn sự cổ vũ của quý khán giả. Chí ơi, trong qua có tiền nữa đó nha chí ơi. Cầm chiếc lon rỉ sét đưa lên, vài bàn tay bỏ vào đó đôi tờ giấy bạc. Ông lão rung rung để lộ nét vui mừng. Em bé cùng hân hoan nên vội cất tiếng ca rằng: qua tuyên sang cái chén rượu vừa tan, vui ca sang rồi đi tiếng binh ngoài ngàn. Người đi ngoài giang ly quang sang, người mong chờ trong bóng cô đơn. Ôi buồn làm sao tiếng ca đầy thảm não, buồn làm sao như rạng vỡ tâm hồn. Xin chân thành những cành cảm ơn những cành hoa của quý cô chú anh chị đã dâng cho Hậu Trí nha. Hay quá chị ơi. Bản trăng đã lên, đoàn xe từ từ chuyển bánh. Tôi nhìn lại lần sau cuối hình ảnh cha con người hát giao, mà lòng bỗng nghe tràn ngập một niềm thương. Người ly hương ta cũng ly hương, họ nhạc sĩ ta cũng là nhạc sĩ. Đời của ai kia dài đây mai đó, thì đời của tôi
tôi cũng sương gió lâu rồi. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, duyên kiếp không lâu. Lòng người duyên kiếp không lâu. Phần dự thi tiếng ngục của Hữu Trí đến đây cùng kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc ban tổ chức, ban giám khảo, ban biên tập, các nhà đồng hành tài trợ cùng quý khán thính giả lời chúc sức khỏe, mạnh mẽ, tươi trẻ, hạnh phúc và bình an. Trời ơi, anh biết không, giờ này là ở dưới sân khấu á, là bà con bác cổ vũ cho anh rất là nhiệt tình. Anh Châu Thanh thì ngồi rung rung, anh Minh Nhí thì khóc quá trời khóc, chị Ngọc Quyền thì cũng rưng rưng, em thì ngồi dưới em gọi muốn nghe, nãy giờ em không muốn đi bán vé số luôn. Còn Nguyên Thanh, anh Thanh đây. Châu Thanh. Dạ, chào anh Thanh. Anh tặng em một bông hoa. Dạ. Để chúc cho em có sức khỏe. Hình ảnh của em đã làm cho anh cảm thấy mình hạnh phúc với cái nghề hát của mình, và càng yêu nghề hơn là tại vì tụi em sống trong bóng tối mà bao giờ em cũng muốn có được cái những cái niềm vui của em là được hát. Vì vậy cho nên anh rất hạnh phúc là hôm nay anh được làm nghệ sĩ để đem tiếng hát dâng cho đời. Dạ, em xin chân thành cành hoa với tất cả tình nghĩa trang chứa và một cái trái tim nhân hậu của anh Châu Thanh. Chị thấy em nhận được nhiều hoa rồi, mà vé số thì anh Khương vừa còn cầm đó, cho nên Khương ơi đưa hết vé số đi. Đạo mở cũ trong bóp rồi. Ủa, đạo cũ thôi hả? Bán hết rồi hả? Bán hết rồi chị ơi. Ồ dạ. Làm chị xót xa, chị tưởng còn bao nhiêu. Em chị coi, mà hết. Em dưới em coi mà. Em coi ngày cũ nên em không đi bán. Kính thưa anh chị ban giám khảo, thực sự Hữu Trí là nhân viên xoa bóp, thành ra vì một cái đam mê cũng thường xuyên nghe các anh chị mình hát những câu phục cổ rất là ngọt ngào và những lời diễn rất là thanh thao. Thành ra thì Hữu Trí cũng ước mơ có một ngày nào được đứng trên một cái sân khấu để mà diễn cũng như anh chị của mình. Nhưng hôm nay thì Hữu Trí đã được như ước nguyện rồi. Hữu Trí rất là hạnh phúc. Xin kính chúc tất cả luôn dồi dào sức khỏe và luôn có một trái tim nhân hậu để đưa những mảnh đời bất hạnh đến cho tương lai. Hay quá Hữu Trí ơi. Anh Minh Nhí thì khóc, còn chị thì cứ rưng rức nuốt nước mắt vào lòng. Trong cái số phận của mỗi con người của chúng ta, có những cái không được thuận lợi, như là có thể là chúng ta bị khuyết tật, vân vân. Nhưng mà nếu có những cái sân chơi này sớm, thì những cái tài năng về âm nhạc sẽ không bị mai một. Bởi vì chị Ngọc Huyền không biết là Hữu Trí học ở đâu, Hữu Trí ca nhịp rất là đúng phách, đúng nhịp. Cái thứ hai là em có những cái nốt luyến lạ lắm. Đúng là em học như là chú Minh Cảnh một ít nè, chú Tấn Tài một ít nè, rồi chú Thanh Tuấn một ít nữa. Em ca là trở thành của Hữu Trí. Nghe em hát rồi cái thấy hình như là em nghe hết tất cả những cái gì hay của tất cả các cô chú nghệ sĩ lớn, em gom lại hết cho thành Hữu Tài. Chị Ngọc Huyền kính mến, thì thực sự Hữu Trí mê cái nghề vọng cổ này từ khi còn học lớp 3 cho đến khi tốt nghiệp 12, thì Hữu Trí rất là mơ ước được hát một câu vọng cổ trên sân khấu, cho dù đó là một câu. Nhưng hôm nay đã được như ước nguyện rồi, thì Hữu Trí sẽ gom tất cả những gì mà đã nghe và đã học từ các đàn anh chị cô chú để mà gom lại trong lòng mình bấy lâu nay đem ra hết. Hay quá à, cảm ơn Hữu Trí thật là nhiều. Dạ, nhưng mà em nghĩ chắc anh chị thương ảnh là vì ảnh khiếm khiết một xíu, như ảnh rất là yêu đời đúng không? Anh không, Minh Nhí khóc hay là, thiệt anh Minh Nhí khóc là tại sao? Anh Nhí nói đi. Tại vì cái bài hát của bác Diễn Châu á là tả đúng cái hoàn cảnh của ngày hôm nay luôn. Bác nói về những người đi hát, mình thì hát được đứng trên sân khấu, được trên màn hình, nhưng mà những cái người hát dạo,
hoặc như em luôn á. Em cất giọng lên em hát em vô, mà cái câu giọng cổ của em anh thích nhất có cái chữ nhẹ đúng không? Những đường tơ trùng theo mấy ngón tay gầy guộc, ông lão rung rung bấm nhẹ mấy cung đàn. Cổ á, rung rung bấm nhẹ mấy cung đàn. Cái chữ nhẹ của em nó hay vô cùng. Và cái xuống giọng cổ á, cái hai cái chữ cuối cùng của giọng cổ á, cái cách xuống em ngân cũng rất là lạ lùng. Anh say qua chị Ngọc Quyền, anh nói trời sao xuống lạ dữ vậy, giống như cảm nhận của chị Ngọc Quyền rồi đó. Em hát hay quá. Cái anh nhìn lên cái cặp mắt kiến của em, nếu như lộ cái cặp mắt kiến kia ra, cái em giờ mọi người em cười, đây là giống như làm giỡn á, cái trò đùa của em á, thì nó hạnh phúc biết mấy. Mà với giọng ca của em có thể em đã ngồi đây, vì em hát hay quá. Giống như anh Khư vừa nói là em rất lạc quan, em rất yêu đời và em rất là lưu loát ở trên sân khấu. Nói chung là anh rất vui. Anh vui đến độ bật khóc là gì? Em không hề bi lụy, em không hề bi quan, em rất lạc quan và em đã làm được cái niềm đam mê của em, là em đứng trên sân khấu em hát mà ở dưới thán phục như vậy. Chúc mừng em nha. Sao em còn mấy thí sinh khác như thế nào? Nhưng trước mắt anh nghĩ số bông của anh sẽ dành cho em tuyệt đối. Dạ, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Vui ha. Xin chân thành cảm ơn tam đại giám khảo yêu quý. Dạ bây giờ thì đối với anh thì ban giám khảo sẽ lên tặng bông cho anh ha. Và trên tay của anh là cũng rất là nhiều bông, và trong đó có rất là nhiều nhụy. Hà Hữu Trí cũng không biết nói gì hơn, chỉ dành một cái hai từ trân trọng. Cho một tràng pháo tay ạ. Anh gửi đến kìa. Dạ, cảm ơn anh hai nghệ sĩ Châu Thanh. Đây là hoa em của chị Ngọc Huyền tặng cho Hữu Trí của chị nghe. Dạ, em xin cảm ơn chị Ngọc Huyền. Chúc cho chị được nhiều sức khỏe, luôn tươi trẻ và đẹp mãi. Dạ, anh Minh Nhí ạ. Ông cũng lành lắm đó nha ông. Dạ, em chùm sò. Ông cũng hề hước vui nhộn lắm nha ông. Bắt trước anh chùm sò thế đó à. Đây. Dạ, mời tam đại giám khảo mình về bàn giám khảo ạ. Dạ, mời anh vô phía trong ha. Cảm ơn quý bà con cô bác đã ủng hộ cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Và tiếp theo là một phần trình diễn cũng rất là dễ thương của bé Lân. Dạ, bé Lân hồi nãy là con gái của Khương Dừa đó, mà Khương Dừa không có cho quen với gì đệ. Dạ, cho nên là giờ Khương Dừa gả cho một người khác rồi. Bây giờ chuẩn bị là xách vali về nhà chồng. Rồi thôi gán nha con, bảo trọng nha con gái. Lân à, vậy là chuyến này em lấy chồng thiệt hả em? Ba má em bắt gả em cho người khác rồi. Thôi, kiếp này em và anh coi như có duyên mà không nợ. Em xin hẹn anh kiếp sau vậy. Anh về đi. Em đi đây. Em đi lấy chồng về nơi xa xa. Đêm ru điệu hát câu hò trên môi. Tiền tối sơn sớm mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu đen đen soi mê, vàng trong ánh mắt vỗ về gọt chân. Trót thương tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điển nở cho lòng dân. Tình thương em có mà lường. Chồng gần không lấy em, lấy chồng xa. Giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông tỏ. Đi về nhà thăm, xa xăm nơi chốn mừng biển. Ăn bông mà điên điên, hiền mình nhờ đất quê. Chồng xa em có mà
địa. Anh đi về đi, anh đừng có đi theo em nữa mà. Chồng về nơi xứ xa, đêm ru điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh xanh mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu đen đen say mê, vàng trong ánh mắt vô về thương tình nghĩa vợ chồng, nên bóng điên điên nở cho lòng vẫn dương. Tình thương em khó mà lường. Hò ơi hò, chồng xa em khó mà về. Hò ơi hò, chồng xa em khó mà về. Ơi, nãy giờ canh sao tính giật cái vali hết vậy? Tưởng như là canh giật cái vali để chạy đó. Nói chuyện này quá dễ thương luôn mà chắc ít người diễn được nha anh á. Dễ thương quá. Cảm ơn anh Cường Địa nhiều. Chào chị Thảo Bún Bò. Dạ em chào anh Khương. Dạ em xin mến chào ban giám khảo và tất cả các cô chú ở đây ạ. Rồi bữa nay có bán bún bò không chị? Lúc sáng thì em làm xong hết rồi em chạy lên đây. Rồi bán hết chưa mà chạy lên đây vậy? Ở nhà có thằng em nó coi giùm. Có rung không chị? Nãy nhiều khi do cái tiết mục phụ anh Cường cái là đội lân bây giờ tới giờ còn mệt. Dạ đúng rồi. Cũng vì cái tính thương người, hỗ trợ thấy anh Cường tội nghiệp quá. Bây giờ là tới anh Cường cũng thấy thương, hỗ trợ trở lại, hỗ trợ ngược trở lại. Nhưng mà anh Cường thì anh khỏe hơn, anh đi vòng vòng đứng sao thôi. Anh tính đi về, khúc đó anh tính đi về kìa. Hả? Mà anh thấy anh quay qua đó anh thấy không có đường đi nên anh quay lại. Mời ba anh chị cho chị Thảo một vài lời góp ý ạ. Nếu mà nói về hát đó thì là vẫn giữ được cái cao độ của cái bài hát, phách nhịp rất là đều. Chỉ có cái giọng thì đúng rồi, lo múa lân nhiều quá nó hơi mệt. Đối với chị là Thảo hát là tình cảm. Tại vì chị nói Ngôi Sao Miệt Vườn là quan trọng cái cảm xúc, chứ đừng có nói hay hay là dở ở đây, mà phải nói là đẹp và cảm xúc. Dạ, thì hiện giờ là chị thấy cái tiết mục của em rất là đẹp, cảm xúc thì quá ư là cảm xúc luôn, mà lại tạo thêm cái dấu ấn, có thêm nụ cười nhờ cái ông Hai Địa, ông Cường Địa. Cho nên nói chung là chị thích lắm. Ủa mà sao tập nào cũng thích là sao trời? Thì ta hay mới thích chứ sao. Nói chung cái không khí của cái chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn á dễ làm cho mình cảm xúc lắm. Yeah. Tại vì nè bây giờ giống như là nó gần gũi của anh hả? Đúng rồi. Bây giờ nè giống như nãy nghe Khương vừa nói em bán bún bò hả? Em bán bún bò ở quận 6. Địa chỉ của em là 107 đường Chợ Lớn. Tên của em là Bún Bò Quế Năm Lùng. Bún Bò Quế Năm Lùng. Anh Lùng là có tên em với anh. Không, em còn cao. Em còn cao. Cho nên là anh em mình phải ghé ăn. Trời, chị nói thiệt với Thảo, chị mê bún bò Quế. Mấy đứa ơi, ra bún bò Quế Năm Lùng mua liền cho chị tô bún bò Quế. Chút nữa chị ăn cái cuối chương trình đó, chị quảng cáo luôn, chị nói ngon hay là không ngon. Nhưng mà nhìn cái cô Thảo duyên dáng này là bún bò Quế phải ngon. Em cảm ơn chị. Ngày em bán được hai con bò không? Hai con bò chắc em mua biệt thự rồi đó. Không, tại thấy đeo hột xoàn kìa. Răng 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 răng. Em rất dễ thương, anh chúc mừng em. Dạ, nha. Cảm ơn anh Lý ạ. Đến với chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn của mình thì những thí sinh của chúng ta là những người chạy xe ôm, những người bán bún bò, rồi những người trồng thơm, rồi những người trồng bắp. Nên hôm qua nay rồi mình được những món quà nó mang nặng cái ân tình thật là sâu sắc mà tụi anh rất là trân trọng quý. Nhưng mà anh không biết là em có đem tô bún bò nào theo không? Em có đem tô bún bò nào theo không? Dạ, hôm nay em có mang chả đến để gửi ba vị giám khảo. Chả này chắc chả bỏ bún bò nè. À,
chả bò không bún bò. Ờ vậy đó hả? Bò. Tưởng đâu mà tặng ba con bò. Trời ơi, quý quá. Chả bún bò của chị rất là dạ, nhiều. Dạ em gửi chị Ngọc Quyền ạ. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn em. Ăn liền thư ký ơi. Cảm động quá, thôi giờ anh bao nhiêu bông anh tặng hết cho em rồi. Dễ thương quá đi. Rồi, chúc em. Dạ. Chị tặng em. Dạ, cảm ơn chị. Tại em bận áo vàng, bông chị màu vàng, rồi nó hạp vậy sao hôm nay áo dài cũng vàng luôn. Bao nhiêu bông tặng em hết. Đây, cái đèn tặng em nha. Cảm ơn anh Minh Lý ạ. Chị Thảo nhiều nha. Dạ, bà con cô bác thân mến, chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn không chỉ thu hút rất là nhiều bà con cô bác đến từ khắp mọi miền đất nước, làm rất là nhiều ngành nghề, rồi rất nhiều độ tuổi tham gia, mà còn thu hút ông thần nữa. Đấy, ở trên sân khấu này ông thần này, ông thần này thì ông hay thích ổng chưa á, mà thôi kệ cho ông thi đi rồi ông đi về ông đi làm việc ha. Rồi mời bà con bác đến với tiết mục Ngồi Bên Em của ông thần.
đàng hoàng. Ngày xưa đó ta chạy xe cẩu á, mà ta cũng lặng lặng giống người đó. Ta ruộng xuống ruộng, ta sẽ là thằng chết luôn nè. Đó, thôi, tha là người tha nha. Nha, mày có tha chưa? Nhớ chưa? Ừ. Hay quá, đừng chết đi. Em tên Lê Tâm, xin kính chào ban giám khảo. Cảm ơn em trai nhiều nha, cảm ơn quay chế. Và khán giả của Ngôi Sao Phụ Vườn xin gửi lời một lời chào trân trọng và thân thương nhất. Nóng quá ha, giờ mở mặt ra cho anh chị thấy mặt rồi ha, dung nhan của mình. Trời ơi, nóng quá. Trời đất ơi, may là không có ngộp thở. Để cái miệng cắt cao được. Xin chào bạn. Dạ. Anh Tâm giới thiệu về bản thân mình xíu đi. Dạ. Em tên là đúng tên là Lê Hoàng Tâm. Công việc cụ thể của em là làm tài xế, lái xe cẩu á, vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh này kia. Mình lái xe mình hay hát không, cho nên là lúc mình hát trên đây mình cũng phải có chiếc xe, nó có cái mùi xăng hay mùi dầu mình mới quen mình hát được phải không? Dạ đúng rồi. Cũng gửi lời cho những quái xế nè, nó chạy xe cẩn thận, nhưng mà lúc làm người ta hơi giật mình đó. Lúc em tài xế thiệt, nhưng mà em chạy nhưng lúc á mấy cái mà trẻ trẻ nè, trẻ trâu á, chạy gần mình cái nó nẹt vô hay nó làm cái mình cũng giật mình. Cái là muốn té luôn á. Rồi gửi thông điệp tới mấy bạn quái xế ha. Dạ, cẩn thận nha, thần chết kế bên nha. Hay. Đó giờ chưa có lên sân khấu mà diễn như này. Dạ. Hồi hộp dạ. Hồi nãy em còn tưởng đâu là anh là một trong những người quen của ba anh chị mà khi lên diễn mà phải che mặt lại không? Khi em cất giọng lên thì em hát rất là hay, giọng rất là khỏe. Cũng nghĩ là em chắc là ca sĩ. Có điều là có thể là ngồi trên cái đó em không có được thoải mái, cho nên cái hơi của mình nó hơi bị hụt, đúng không? Với lại phần cũng hơi run tí. Run rồi cảm tí nữa. Hơi run. Bữa cảm quá. Bữa mà cái tin là không nói chuyện được luôn. Khang tiếng mà không nói chuyện được á, là qua ngày sau là phải uống gừng với lại mật ong á, là nguyên một ngày á, hết nửa lít mật ong. Cũng mê, nhưng mà cũng thấy chương trình này rất là chân quý, mọi người rất là chung nhiệt tình đó. Anh rất là anh Khương Dừa nè, tối anh em cắt tin mà 12 giờ mấy á, nói chung là anh em cũng cố gắng hết tới một mấy luôn, những dạ. Cắt tin rất là cực khổ. Rồi, cuối cùng mình cũng có một mục hoàn hảo ở trên sân khấu ha. Dạ, chân quý lạ chứ bộ, tình cảm của mọi người đã đến dạ, với cho mọi người, các ca sĩ, các thí sinh đó rất là cảm ơn. Cái tập này mà phát sóng trên kênh của anh Khương Dừa á, là bạn bè tài xế của em sẽ thấy vui lắm á. Lần đầu tiên em đứng trên sân khấu em hát hay là em có hát? Em cũng có đứng hát những cái sân khấu như là mình đi hay đám tiền này kia đó. Dạ thì đó thì nó dễ hơn, mình dễ quậy hơn. Không bị áp lực đúng không? Dạ, đúng rồi. Còn đây đứng trước mắt ba giám khảo quá quý, quá được rồi. Anh chúc mừng em hát rất là hay. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ rồi cảm ơn ba anh chị nhiều. Tại em cũng có món quà về tặng cho ban giám khảo á. Thì em ở Tây Ninh. Hôm nay thì anh rất là hân hạnh được gặp được một người thí sinh là ở quê hương mình. Với tiếng hát của Tâm thì phải nói là rất là hay. Và đặc biệt hay hơn nữa là Tâm đã gửi đến một cái thông điệp để nhắc nhở tất cả chúng ta khi tham gia giao thông thì phải hết sức cẩn thận. Còn đây là những bó hoa. Đây, phụ anh tặng quà giám khảo quá trời muối luôn. Không có phải là em hối lộ ban giám khảo mà chị cho em bông nhiều đâu nghe. Chị đẹp quá chị ơi. Chị đẹp quá chị ơi. Chị cảm ơn em. Ôi gặp ngoài đời. Mà chị cho em bông á là tại vì đó, ngoài cái chuyện ca hát là anh Minh Nhí với anh Châu Thanh nói rồi, thì chị phải khen em thêm cái điểm diễn nữa. Lúc mà nói chuyện em tưởng ông cụ nào chứ. Diễn giống giống thần chết vậy. Tuy rằng là có nói lắp dắp rồi nói sai, nhưng mà cái giọng lúc mà em trở thành ông thần chết nó khác với cái giọng em hát, đúng không anh? Điều đó là điều điểm khen. Chị tặng em. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn chị Huyền. Dạ, cảm ơn Châu Thanh ạ. Rồi đây, anh tặng em nha. Dạ, cảm ơn Minh Nhí ạ. Chúc em càng ngày càng hát hay hơn. Mình chúc bạn Thảo nhiều sức khỏe nha. Dạ. Kính thưa quý bà con cô bác, ở chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thì ban giám khảo của chúng tôi không có gì hơn ngoài sự nhiệt tình, hỗ trợ hết mình cho thí sinh. Bà con cô bác thấy nghệ sĩ Ngọc Huyền với lại nghệ sĩ Châu Thanh đang sẵn sàng để vào cái vai diễn phụ cho một thí sinh mà anh cũng cao to và ậm vỡ lắm, mà sao anh nhát quá, anh nói anh không dám đứng trên sân khấu. Còn phía dưới là bây giờ có mình anh Minh Nhí ngồi hả, cho nên là nhiệm vụ của anh là bây giờ anh phải ngồi anh quan sát ha. Nhiệm anh vụ là điểm. cổ vũ mọi cổ người vũ, ơi. Ơi. Dạ và bây giờ xin mời tiếp một bắt đầu. Huyền ơi, em đâu rồi? Ông tới nha. Cái mít này chiều nay nhậu nữa ngon à nha. Cái mít này nhậu là tới luôn à. Anh giúp em nghe. Ủa còn ai đây? Rõ ràng là người yêu mới. Em xin giới thiệu với anh người yêu mới. Còn anh
người yêu cũ rồi. Mình chia tay từ đây. Và tôi yêu cầu anh đừng bao giờ tìm tôi nữa. Đi anh. Thì là em đã bỏ anh rồi. Cũng con đường này ngày xưa chúng ta chung đôi. Bây giờ em đã có người khác. Huyền ơi, đừng bỏ anh. Chuyện hai chúng mình khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn đêm vắng bước chân em nhớ tên rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho đời nghe bốn giá lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đấy đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi em nghe. Thấy em ca thấy tội nghiệp quá à. Thôi em bỏ qua hết trở về lại đi em. Anh đừng có lộn xộn ngồi im đó đi. Anh thấy sợ ông quăng cái vết vô mặt anh quá à. Rồi thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn vác lên vai hành trang đường dài đời nên ra mắt dài nhân cho đời nghe buồn giá lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngút ngút lúc gọi yêu về tìm con đường tình sự nằm đấy đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu dưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Đến khi vắng anh hát mà anh để nguyên trái mít lên vai của anh á, trời em thương như sợ biết sao không? Anh vừa phải lo anh đỡ cái trái mít rồi anh vừa phải lo anh lấy hơi để anh hát. Em nói anh nghe, mình diễn cái bán mít phải không? Cái xong cái mình để đi đi, mình để xuống cái bắt đầu mình để mình có thoải mái mình lấy cái hơi. Anh đè nó lên đây, trời ơi thấy thương quá trời quá đất à. Anh nói với em nghe, hồi nãy anh thấy em đi tìm người yêu mình, tìm cái người yêu mình anh tội nghiệp quá. Mà tại vì á người yêu cô em thấy rằng em tối ngày cái say xỉn không à. Đúng rồi. Không biết lo gì cho hạnh phúc gia đình hết á. Phải luôn.
Vì vậy cho nên người bạn đó, đây là bạn thân, bạn nhờ mình giúp đóng một cái vai trò. Chứ thật sự đó người thì yêu vẫn hờ. Tình yêu người nếu yêu mà bạn bỏ này. Hết bỏ hết tất cả những cái chuyện vì mà ăn nhậu hay là không biết quan tâm đến thì tất nhiên cô sẽ trở lại. Còn thôi chuyện hai người cứ nói chuyện nhau đi. Trái mít đã hạ xuống rồi, tôi mừng quá tôi giỏ. Người yêu ơi, người yêu. Người yêu tên gì vậy? Dạ tên tên Thắng. Người yêu mà không biết tên luôn. Có điều đó mới quan trọng chứ, giận quên mất. Thắng ơi Thắng. Dạ. Hồi nãy là giận lắm luôn á. Cho nên là Quyền phải dứt áo ra đi. Bởi vì hết sáng xỉn chiều sai tối lai rai. Đã vậy còn có thêm nhóm bạn này bày đặt chi tiến lên nữa chứ. Trời đất ơi, ai mà chịu nổi. Mai là tôi chỉ mới là người yêu thôi đó. Mà lỡ là vợ là thôi, cái kiểu này là chắc tôi nghèo mặt kiếp luôn. Bây giờ trước mặt tôi đi hứa đi. Là bỏ nhậu nè, bỏ cờ bạc nè, à, bỏ nhóm bạn ăn chơi. Ăn chơi nha. Thì lúc đó là tôi sẽ suy nghĩ lại nha. Ủa người yêu tên gì quên rồi. Giận mà, tại giận. Giận mà, giận quá quên rồi. Thì lúc đó đó thì em mới suy nghĩ lại Thắng à. Bây giờ Thắng có hứa không? Vâng, có hứa ạ. Thắng sẽ xin bỏ hết tất cả những thứ đam mê làm hại nhà, hại cửa, tan nát gia đình, mất đi hạnh phúc. Chứ Thắng sẽ từ đây sau xin hứa bỏ hết tất cả những đam mê, chỉ chí thú lo làm ăn để nuôi vợ nuôi con, cho con ăn học tới nơi tới chốn để có một cái tương lai tươi sáng giống như ngôi sao miệt vườn. Nhưng mà khoan, khoan, bỏ hết tất cả những đam mê xấu nha, còn đam mê hát. Đam mê tốt là ca hát vẫn giữ nha. Dạ dạ. Cái điều đó mới được á. Dạ, vậy dạ, thì tôi mới tặng bông còn dạ, không dạ, tặng dạ, dạ. Đam mê ca hát là không bỏ được. Như vậy là sẽ bạn thân ơi. Với chúng tôi. Nếu như vậy Thắng sẽ là bạn thân với chúng tôi. Cứ mê ca hát là gặp chúng tôi hoài. Dạ dạ. Cảm ơn anh. Dạ rồi bây giờ anh sẽ nhận những em bông hoa tươi thắm anh của bạn giám khảo. Dạ. Tại vì con người đã thay đổi không còn hư như trước nữa thì tôi xin tặng cho Thắng tao 10 bông luôn đó. Dạ cho cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều ạ. Này người tình nhỏ nếu anh là chim. Dạ thôi tặng. Cảm ơn chị, mặc dù rất là nhiều ạ. À anh Thắng, Thắng không biết hai anh em mình ai lớn hơn. Dạ em lớn con nhưng nhỏ tuổi hơn anh. Nhỏ hả, em nhỏ hơn anh hả, anh nói nghe nè. Em là hát. Và hình như chắc em mê giọng ca của bố Chí Linh lắm đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Chính xác không? Thần tượng từ nhỏ luôn. Đúng rồi, bố Chí Linh nhập em á. Xin cảm ơn. Hát mượt mà và cái nhã chữ á, mấy cái nấc nấc rồi giống y như bố Chí Linh à. Dạ, anh xin đó. Cảm ơn. À, nhưng mà có điều, bố Chí Linh là đi đúng nhịp lắm nha. Dạ, dạ. Em hát. Mà anh sợ em rớt nhịp, sợ em rớt nhịp á. Tại vì chắc có lẽ là rung quá đúng không? Dạ, rung quá dạ. Nhưng mà Minh Nhí thuyết minh cho tất cả bà con cô bác biết nha. Là cái câu chuyện hồi nãy là chỉ là câu chuyện dạ. Để mình được vô cái bài hát cho nó ngọt dẫn thôi. Dẫn cho anh dễ, có nhân vật cho anh dễ hát. Và đây là hoa của anh tặng cho em. Dạ, anh xin cảm ơn Minh Nhí rất là nhiều ạ. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Xin cảm ơn bà con cô bác. Rồi giờ cho mít sao anh? Ê, rơi mít rồi cho anh đi, tại nãy anh đóng dạ, phụ em, mà dạ, em anh xin rơi mít đi nha. Dạ, em có mang mít đến để tặng cho ba đại giám khảo thì Thắng ơi, cho Ngọc Quyền hỏi là Thắng ở đâu? Em hiện tại là đang ở ở Long An, xã Mỹ Hành Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Mít này nhà em trồng hay sao vậy? Dạ, em cũng mấy đêm nay em suy nghĩ thức suốt đêm không ngủ được. Tại vì tìm một cái món quà quê nào để tặng cho ba đại giám khảo. Nhưng mà ở sau nhà vườn thì toàn là ớt, chanh, chua gì đó, xoài, không có cái mít nào hết trơn. Nhưng mà Minh muốn hỏi em đó, là mít này ở tại Long An phải không? Dạ Long An. Kính thưa tất cả quý vị, mít Long An là loại mít không có thuốc, không độc hại. Quý vị hãy dùng mít Long An, tôi trên mít trước 30 giây, quảng cáo. Chưa hết cái mẫu chuyện. Em đi tới đi lui thì hôm nay em nghía bên nhà hàng xóm thấy chị hàng xóm có trồng cái mít. Em nhảy đến định, nhảy qua ăn cắp. Chạy. Đây, đi thật nhờ rồi em sợ. Đây là em chỉ nói vui thôi chứ thật sự là không phải vậy. Mít đúng nhà. Rồi, chị biết, chị nói vui thôi. Dạ rồi, giờ mình tặng mít cho ban khảo ha. Nói chung là trèo qua, tôi tự hái. Tôi đem xuống tôi tặng ban giám khảo. Nhưng mà rồi tôi trả tiền lại cho chị, đúng không? Dạ. Đúng rồi. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Cảm ơn Thắng, dạ, rất, cảm là ơn Thắng rất là nhiều. Hôm nay em rất là run luôn. Ba anh chị rất là gần gũi đó. Không có mà xa cách với khán giả. Em nói rồi mà
ước gì nếu mà lên đây đứng mà rung mà được bông nhiều là em rung là ngon luôn á, bông nhóc luôn á, rung quá. Em cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều, chúc ba chị thật nhiều sức khỏe, cống hiến cho đời thật nhiều cái tác phẩm hay nữa để cho mai sau. Dạ, cho một tràng pháo tay ạ. Cảm ơn anh Thắng nhiều nha. Dạ, mà anh Phương phía trong để chờ kết quả ha. Bà con cô bác thân mến, mỗi tập của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn thông thường sẽ có 6 hoặc 7 thí sinh. Tuy nhiên tập này chỉ có 5 thí sinh. Lý do là có một thí sinh vì bận việc gia đình và bỏ thi. Nhưng mà tại vì báo gấp quá, có nghĩa là các anh chị đều vẫn đang mang cái tư tưởng là giống như alo, nửa tiếng nữa đi karaoke được không? Ok đi. Xong cái 15 phút sau, thôi tao bận rồi nghe, tao không đi. Thì đến cái chương trình với tâm lý như vậy. Thì báo chương trình rất là trễ cho nên chương trình không sắp xếp được. Nhưng mà về cấu trúc chương trình thì mình cần phải có 6 thí sinh. Cho nên là Phương Dừa đang thiếu một thí sinh của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn trong tập này nữa. Trong số bà con cô bác ở phía dưới đang xem chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn hôm nay, không biết bà con cô bác nào có tự tin mạnh dạn bước lên sân khấu để mình thể hiện cái khả năng ca hát của mình không ạ? Ai mạnh dạn thì giơ tay lên ạ. Cô có cát rồi phải không cô? Dạ. Và cô, con có hứa cô là mùa sau hả? Dạ dạ. Anh trai, anh có cát chương trình chưa? Nhưng mà anh lên sân khấu giao lưu xíu à. Chào anh. Chào anh. Hồi sớm giờ là coi chương trình dưới hả? Dạ, ngồi coi dưới mà cũng rung quá. Dạ. Rồi anh giới thiệu gì mạnh xíu đi. Dạ, em tên là Phương ạ. Anh Phương, anh quê đâu? Dạ, em ở thành phố ở quận Bình Tân ạ. Dạ, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ, 40 ạ. Rồi anh làm công việc gì nè? Dạ, em làm cơ khí ạ. Bây giờ này anh chị có thương em không? Chắc phải nói thương chứ không thương kỳ, đúng không? Không thương sao bộ đây? Đúng rồi, em đã bỏ một tháng trời để em gặp gỡ bà con cô bác và em tuyển chọn giọng hát. Cho nên bây giờ em chỉ còn thiếu một cái giọng hát nữa thôi. Thì em nhờ ba anh chị đánh giá giùm em xem ảnh có thi được hay không và có tham gia chương trình được hay không. Coi như nếu mà anh hát tốt thì anh sẽ được nhận vào tham gia chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn giống như một phần thi bình thường. Còn nếu mà anh hát không tốt thì coi như là một phần giao lưu. Thoải mái ha. Rồi bây giờ nhường sân khấu cho anh với lại ba vị giám khảo của em, anh Minh Nhí, chị Ngọc Huyền và anh Châu Thanh. Mời bà con bác cho một tràng pháo tay cho anh ạ. Nhìn ba người này em muốn gặp người nào? Em muốn gặp người nào? Hả? Dạ, ba giám khảo người nào em cũng hâm mộ hết ạ. Muốn ai thử em? Dạ, chị Ngọc Huyền đấy hả? Em muốn hát gì? Em xin hát bài Thao Thức Vì Em ạ. Trời ơi, quá tuyệt. Hay. Em có biết Tông mình hát không? Tông thì em không có rành. Tông Nam đi. Dạ, Tông, dạ, Nam, Tông đi. Nam. Dạ, Tông Nam. Dạ, Tông Nam. Bây giờ đợi thử coi. Em thử coi, không được thì tụi chị xuống Tông hoặc là lên Tông. Thử đi ha. Không, em nói, em hát mấy câu thôi coi. Rồi, vậy là vô luôn phải không? Vỗ tay ủng hộ. Em Phương, cái gì đây? Cố lên nha anh. Dạ, em hơi run xíu ạ. Được, ăn cả ngã về không? Có cần chị lên nắm tay em cho đỡ run không? Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về, rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em mới nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây em đêm. Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả một đời là mình mãi mãi gần nhau. Sao em ngồi lặng lẽ để lòng anh tái tê, hãy trả lời đi em, nghĩ gì mà đợi chờ cùng chung ước mơ, bên nhau ta thầm ước quên đi
chuyện năm xưa. Em biết chăng em thương em nhớ em tất cả là em. Còn gì đẹp bằng phút giây em đẹp. Cầu mong sao xin đêm đôi ước nguyện cả một đời là mình mãi mãi gần nhau. Hay quá anh Phương ơi. Dạ em cảm ơn ạ. Tại vì em ấy mới hát có nửa bài à. Thì bây giờ để bỏ vậy. Bây giờ là mình sẽ cho em ấy chính thức bước vô thi. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Thường em hay nghiêu ngao bài nào nhất và bài đó là bài ruột của em. Đi thi là mình phải hát bài ruột. Em có thích cái bài Giận Hờn của anh Ngọc Sơn nhưng mà cho phép em được cầm điện thoại hát được không ạ? Tại vì cũng không có thuộc gì không mấy. Thuộc lời hả? Dạ không thuộc lời anh Khương. Dạ mong chị Ngọc Huyền với anh Châu Thanh anh Minh với thông cảm cho ạ. Bản thân em nghĩ là đã thứ nhất là bất ngờ lên thi đúng không cả nhà. Thứ hai thì là đây cũng giống như trong nhà mà dạ. cầm đi. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Là anh thôi còn dạ, hai vị nè. Hai dạ, vị giám khảo này nữa. Mong chị Ngọc Huyền với anh Châu Thanh cho em một cơ hội á. Tại vì em cũng không có chuẩn bị trước á. Anh em mình thông cảm cho em cho cơ hội ạ. Dạ thì thường đó thì là 2 tháng 1. Nhưng mà dạ chứ đâu có thể nào mà 1 tháng 2 được đúng không nè. Em cảm ơn ạ. Cảm ơn dạ, cô bác cho một chào phát tay ạ. Cảm ơn mình với ạ. Nhưng có chữ nhưng. Đây là trường hợp cá biệt. Chứ không thôi là những cái đúng tập rồi. Sau là thí sinh cứ nói thôi cho tôi cầm phone hát là không được. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Nên có sự ưu tiên đặc biệt. Dạ. Và với lời tha thiết của em. Em dạ. muốn mong rằng được thông cảm. Dạ em rất là thích ca hát. Em muốn mong thể hiện mình nhưng mà cũng hơi căng thẳng chứ. Rồi, dạ. Dạ em cảm ơn cái này. Nên là thường thường cái tiết mục mình nó sẽ có 2 phần. Phần hát và phần diễn. Anh đã mất đi phần diễn rồi cho nên phần hát anh phải tự tin lên. Mạnh dạn lên ha. Bây giờ em sẽ cho anh thuê cái điện thoại. Ha, 5 phút là 50 ngàn nha. Dạ. Bài gì khán giả cho dạ, là cho anh bài lời bài hát Giận Hờn. Dạ bà con cô bác cho anh Phương một tràng pháo tay ạ. Cố lên anh. Chẳng lẽ em yêu chiếc khăn ngày nào, ngày còn bên nhau ái ân tràn đầy. Chẳng lẽ em yêu những năm học trò, những đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giận hờn chi em nét mi đượm buồn, giận hờn cho nhau chút thêm muộn phiền, giận hờn cho nhau nỗi đau ngậm lòng vẫn xa dần rồi người ơi biết cha. Còn đồng trên môi và tình ta đó những đêm trăng tàn, và lần sau cuối khi nhìn thấy nhau ngày ngày mai đó riêng mình cách xa, tình yêu ban đầu giờ như giấc mơ. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nhịn trường. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ân ngày nào giờ như giấc mơ.
lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Và tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cách xa, tình yêu ban đầu giờ như giấc mơ. Người đành xa ta bỏ ta một mình, để rồi ra đi cách xa nhìn chung. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ân ngày nào giờ như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai ân ngày nào giờ như giấc mơ. Rồi, chúc mừng anh Phương đã hoàn thành tiết mục của mình. Bà con cô bác thấy anh được cái ưu ái hơn một xíu là cầm điện thoại, nhưng mà anh cũng mất cái lợi thế rất là nhiều khi mà anh không có được tập vợt với ban nhạc, cho nên nó bù qua bù lại. Chị Ngọc Huyền, anh Minh Nhí, lại anh Châu Thanh, cast anh Phương. Thì giờ mời ba anh chị cho ý kiến à. Thôi rồi, giờ mình tặng bông đi nha. Tặng bông luôn anh chị. Tại vì đó, thật sự ra đó là Phương cũng không có được tập vợt nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà Phương hát như vậy là đối với chị là cả một cái niềm đam mê, cả một cái cảm xúc rồi. Bởi vì là hồi nãy đó băng nhạc không biết là Phương hát tông gì, đánh cái tông vừa vừa thôi thì nó hơi thấp với Phương, và băng nhạc á chuyển tông một cái là lên, là vừa đúng cái giọng của Phương. Nếu Phương mà được tập vợt đúng như rồi, các thí sinh của Ngôi Sao Miệt Vườn vào vòng này đó thì có lẽ là xuất sắc hơn nữa. Nếu là em đam mê, năm sau em chuẩn bị, từ đây tới sau em luyện đi và em chuẩn bị, anh tin là em có thời gian tập luyện với băng nhạc cho trước cái ngày cái đêm thi là em sẽ tuyệt vời. Dạ anh cảm ơn nghe. Em rất là ok luôn, dạ. Giọng của em cũng rất là hay á. Mời anh xuống nhận hoa ạ. Còn bây giờ là hoa của ba anh em tụi anh tặng dạ, em. Anh cảm ơn ạ. Đây của anh Thanh gửi cho em trước. Dạ anh cảm ơn anh Thanh gửi cho em, và phải nói là một cái tinh thần yêu yêu nghệ thuật quá dũng cảm, quá tuyệt vời. Có thể cho em, cho em ôm anh Thanh xíu không? À, dạ, dạ em rất là hâm mộ anh. Dạ em cảm ơn rất là nhiều ạ. Em coi rất là nhiều cái clip của anh hồi xưa hát với chị Phương Hằng á, coi rất là nhiều. Dạ hả? Dạ. Cảm ơn em ha. Rồi đây là bông của chị tặng cho em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn em đã mạnh dạn bước vào Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn em nha. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều, cảm ơn Phương rất nhiều nha. Rồi như hôm nay thì coi như một phần giao lưu đi ha. Nếu mà mình may mắn mình được vào vòng trong thì quá tuyệt vời rồi. Còn hỏi thì coi xem như một phần giao lưu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn anh Phương nhiều nha. Dạ, em cảm ơn sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn tất cả các người. Mời bà con cô bác cho một tràng pháo tay cho 6 thí sinh của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn ạ. Và bây giờ trên tay Khương Dừa đang cầm cái kết quả của vòng 1. Khương Dừa cũng sẽ công bố nhanh ha. Anh Phan Văn Cường với bài hát Trộm Nhìn Nhau, anh được 29 bông. Trong đó anh Châu Thanh 10 bông, chị Ngọc Huyền 10 bông và anh Minh Nhí 9 bông. Chúc mừng anh. Anh Ngô Hữu Trí, Sầu Vương Ý Nhạc, nãy nhận được nhiêu tiền anh? Dạ được 1 triệu. Ồ. Vậy chúc mừng anh nhận thêm được 30 bông của ban giám khảo. Yeah. Tiếp theo chị Thảo, bài hát Bông Điên Điển, nhận được 29 bông. Trong đó anh Châu Thanh 10 bông, chị Ngọc Huyền 10 bông và anh Minh Nhí 9 bông. Anh Lê Hoàng Tâm nhận được 29 bông. Trong đó anh Châu Thanh 9 bông, chị Ngọc Huyền 10 bông và anh Minh Nhí 10 bông. Anh Ngô Đức Thắng, Con Đường Mang Tên Em, nhận được 29 bông. Trong đó anh Châu Thanh 10 bông, chị Ngọc Huyền 10 bông và anh Minh Nhí 9 bông. Anh Duy Phương, dạ như bà con cô bác thấy thì tiết mục của anh quá gấp gáp phải không? Chỉ trong tích tắc, cho nên anh không có được tập vợt nhiều ban nhạc, cho nên hơi mất lợi thế hơn. Cho nên là cái số bông của anh cũng ít hơn so với là 5 người còn lại. Anh nhận được 27 bông, là mỗi giám khảo cho 9 bông. Dạ, thôi nhưng mà coi như là một tiết mục giao lưu ha. Rồi mùa sau nếu anh thấy thích thì anh đi cast để anh tập bài, chọn bài rồi cho nó tốt rồi mình đi thi ha. Và hiện tại thì Khương vừa thấy thì anh Hữu Trí đang dẫn đầu 30 bông. Còn lại là 4 thí sinh là anh Cường, chị Thảo, anh Tâm và anh Thắng là 29 bông. Cho nên là bây giờ ban giám khảo phải tặng thêm cái bông ưu tiên, chứ không có cách nào á. Rồi bây giờ em trao quyền quyết định đầu tiên cho ông anh của mình, anh ha. Rồi anh cảm ơn dạ, em rồi.
Anh mà đâu? Quyết định ai là em hay theo người đó lắm đó. Anh hay theo anh lắm đó. À vậy đó hả? Dạ có cặp có đôi mà. Bây giờ trước khi anh quyết định thì xin được bắt tay với những người bạn đã đến với chương trình nha. Các bạn thật là tuyệt vời lắm. Tôi rất yêu quý các bạn. Tâm hồn nghệ thuật rất là cao quý. Đây, nhớ hôm nào anh sẽ ghé quán bún bò của em. Nhớ. Rồi, người em quê hương của anh. Rồi, đã cười. Đây là anh bạn bắn mít của anh. Hồi nãy anh sợ em thải trái mít. Nhưng mà không sao, chuyện đã qua. Vì em biết anh thì chỉ là phụ diễn cho em thôi ha. Rồi, người em. Rồi, anh Phương. Bây giờ, Phương. Dạ. Anh xin phép anh dòng lại cho nữa. Anh phải cho em cái bông chứ, anh tặng em bông trước đi. Quên. Dạ, cảm ơn anh. Xin lỗi nha. Dạ. Thôi thì lúc nãy anh cũng có cái kỷ niệm. Cuộc kỷ niệm mà anh đã làm cho cái tình yêu nó đẹp lại á. Thôi, anh gửi cho Thắng nha. Dạ thôi giờ em cũng kính lão đắc thọ, em nhường tới anh Minh Nhí đi. Bây giờ là anh Trí và anh Thắng là đang đồng điểm 30 điểm. Cái anh Mít á là giọng ca rất là hay nhưng mà nhịp nha. Nhưng mà cũng được anh hình danh cho Thanh tặng rồi phải không? Anh tặng rồi. Thôi nói nhiều quá để em tặng luôn đi chứ. Thôi để anh đi. Để em. Không. Anh nói mất quyền nhiều ưu tiên phải không? Anh mất quyền ưu tiên rồi. Rồi. Tại vì em á thì em thích cái tiết mục thần chết. Mà hiện giờ em thấy thần chết là đang thiếu một bông. Em tặng thần chết nè. Rồi. Gây cấn thêm nè anh ơi. Bây giờ thêm 3 người. 30 bông. Đó chính vì vậy mà em vừa cái khó lại cho anh. Em làm cho nó căng thẳng. Bây giờ hai anh em mình nè. Ai tặng trước? Hai anh em mình tặng lượt đi. Ba bạn bằng điểm đi. Bước lên đi. Đó. Nhưng mà nhiều khi anh tặng cho ba bạn dưới không? Thôi tôi cũng thích thần chết, rồi vậy đi. Còn một bông của em hả? Rồi bây giờ còn một bông Khương vừa quyết định đó. Giờ chỉ còn lại anh Thắng và anh Trí. Bây giờ bà con cô bác cho em cái ý kiến ơi. Dạ, xin cảm ơn, rất là cảm ơn bà con cô bác. Bà con cô bác đã chọn đúng rồi. Thầy anh Trí anh Nát rất hay. Anh có hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Cho nên là cho xin nói thêm một xíu, đây là cái chương trình này hết sức là ý nghĩa, là đến đây là vì một cái tình người với nhau chứ không phải là vấn đề mà hơn thua gì ở đây. Cho nên rất là xin cảm ơn. Nói chung là mỗi người đều có một tiết mục rất là ấn tượng ở trên sân khấu Ngôi Sao Miệt Vườn, đúng không? Biết bao giờ mình mới có được cơ hội mà biểu diễn và được ghi hình rồi mình đăng lên rồi mình làm kỷ niệm. Cái hoa cuối cùng Khương vừa tặng ai quý vị ơi? Dạ thì đó, thì Khương vừa làm chương trình cũng theo ý kiến của bà con bác thôi. Và anh Trí thì cũng xứng đáng, anh Thắng cũng xứng đáng. Mà Khương vừa thấy anh Thắng, anh phát biểu một câu rất là thấy thương và biết cái một cái sự chia sẻ chân tình. Khương vừa nghĩ anh Trí vào vòng 2 là điều hiển nhiên. Như vậy là anh Trí ơi gì đó. Anh Trí ơi, từ nay anh không từ còn sợ cô. Từ nay em không còn sợ cô đơn. Rồi sao bây giờ dạ, đi. Rồi bây giờ mời anh Trí và anh Tâm bước vô trong để chuẩn bị cái bài hát của vòng 2 chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Và xin chúc mừng anh Cường, chị Thảo, anh Thắng và anh Phương đã nhận được giải khuyến khích của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Và giải khuyến khích của mình gồm có phiếu mua hàng trị giá 500.000 của nhà tài trợ Phương Đồ Bộ, bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng và thẻ chăm sóc răng miệng cả năm cho gia đình 6.400.000 đồng của nhà tài trợ Anna Dental và Daniel Care, bộ chăm sóc sản phẩm da của diễn viên Hồ Bích Trâm trị giá 570.000 đồng và phần quà từ nhà đồng hành bánh tráng Tân Nhiên 340.000 đồng. Vậy là cái phần quà của mình trị giá là 8.314.000 đồng. Xin chúc mừng. Dạ. Dạ xin mời ban giám khảo mình lên tặng kỷ niệm chương cho các anh chị ạ. À. Ngôi sao Miệt Vườn. Vui lắm người ơi, mời bạn cùng tôi tham gia giải trí, mình không tốn phí, cuộc chơi hết đi. Vui lắm bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn hãy cùng tôi
tranh tài thử sức. Dạ cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn bốn ba anh chị thí sinh. Và bây giờ mời bà con cô bác bước vào vòng 2 của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn với phần song đấu của anh Trí và anh Tâm. Con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại. Đường xưa mẹ già ra đứng ngóng, mòn mỏi trông con đến bao giờ. Lặng yên chiều thu lòng nhớ thương ai, gió đưa man mát gửi những âu sầu. Đường xưa nghe lá thu rơi, chiều nay ra đứng nơi đây, gió lạnh lùng mang nỗi nhớ. Mẹ ra chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Thu xưa nhìn lá rơi ngoài, thương con mẹ trông con về, chờ mong tin con ngày tháng, lòng đầy lo âu sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Gió đưa man mát gợi những u sầu. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chờ mong con về. Yeah. Hay quá anh Trí ơi, hay quá anh Tâm ơi, bà con bác cho một tràng pháo tay nữa ạ. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con ngày tháng lòng đầy lo sầu nhớ. Bao lá thu rơi mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thắm thu tràn. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa, mẹ già chưa mong con về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa,
mẹ già chờ mong con về. Cô bác cho một tràng pháo tay thật lớn với phần song ca của anh Trí và anh Tâm ạ. Trời ơi, hát hay mà hình ảnh nữa cũng xúc động nữa. Anh có thấy không? Dạ. Rất là thích hợp với chương trình mình luôn, hai cái tên Tâm, Tâm và Trí. Trí. Có Tâm có Trí. Đúng không quý vị? Nói cho gà, nói cho gà. Nói chung là sáng giờ thì mình có duyên Trí á. Cái ảnh vô cái ảnh ngồi ở trong cái cánh gà trong đó. Cái đầu ảnh ngồi của mình ơi nè. Cái em thấy gì á, mọi người ra cái thấy cũng anh ơi, anh ra ngoài kia ngồi nghe với em đi, đúng không anh Trí? Nói chung là em cũng được khô ráo vì là nhờ anh Tâm. Chứ nếu không có ảnh thì em làm cái bẩm lâu rồi. Đây là ý trời đó, hai người là đều có hai chất giọng rất là hay. Và tại vì hai cái chất giọng này hát hai loại nhạc khác nhau, đúng không nè? Giống như nếu em hát bài này thì em sẽ thất thế hơn Trí, đúng không nè? Tại cái dòng nhạc của em không phải dòng nhạc này. Tuy nhiên em đã cố gắng hết sức mình rồi. Bây giờ em hát xong rồi nè, em cảm thấy là em với Trí ai sẽ được yêu thích hơn? Nhỉnh hơn một chút thôi nha mà mọi người, chứ cả hai đều rất hay. Dạ, nói chung là cái dòng nhạc này em không có chuyên, nhưng mà không biết sao mà nãy vô cái cũng nhớ nhớ lời hát. Nó là vậy. Còn mà anh Trí thì ảnh ngọt quá rồi. Không bằng cái ngọt hơn em. Đó là hay quá. Cũng cảm ơn cái sự chia sẻ chân tình của anh Tâm. Đúng là anh em mình cũng có duyên. Phải nói là hai em hát mà nghe nó đã làm sao. Chắc có lẽ là dù bây giờ thì dù Tâm có đậu giải nhất đi nữa, nhưng Tâm thế nào cũng phần thưởng ấy dành cho Trí. Đúng không Tâm? Dạ đúng ạ. Chung là cho Tâm một tràng pháo tay ạ. Anh Trí thì anh chung là xứng đáng em. Tại vì anh hát giọng này rất là ngọt. Tính ra thì anh Trí cũng không phải sở trường của anh lắm. Tại sở trường anh là cổ. Giờ chuyển cũng về chuyển nhạc nó hơi gần gần nhau xíu thôi. Nhưng mà ca nghe ngọt lắm, ngọt dạ lắm luôn. Cho nên là hai anh cũng gần như nhau ha. Cũng mình cũng. Nhưng mà Tâm ca cũng ngọt theo kiểu khác. Đúng rồi. Hai quá tuyệt vời luôn. Hai người đều hay hết. Trong cái cuộc thi Ngôi Sao Miệt Vườn tập này, hai em tự nhiên trở thành đôi bạn với nhau. Anh hy vọng là tụi em sau đây tụi em đừng có quên nhau, tụi em hãy gắn kết với nhau. Và có thể là có những cái buổi mình rảnh thì anh em đi uống cà phê hoặc đi hát với nhau gì đó. Vì đây là cái duyên, nhờ tham gia như vậy mình mới làm bạn với nhau. Chương trình thì cũng mong muốn như vậy. Cũng mong muốn là gắn kết giữa các anh chị, các thí sinh với nhau. Gắn kết giữa thí sinh với ban giám khảo với nhau, với lại khán giả với nhau. Mình giống như là người một nhà chứ ha. Mời ban giám khảo mình tặng hoa chứ. Ai nhất hay nhì không quan trọng, nhưng mà phải phần tặng hoa để em biết, để em trao giải nhất giải nhì. Rồi bây giờ anh cả Châu Thanh. Cái bông này thì nãy cũng có quyền đưa cho anh, nhưng mà anh muốn dành thêm một cái bông này để tặng cho đứa em Tây Ninh của anh. Này là của Trí. Dạ đó Trí là bông rau, là bông màu tiên. Dạ còn bông này là màu hồng. Anh biết chúc em hạnh phúc. Dạ. Và những cái gì tốt đẹp nhất sẽ đem đến với lại hai em nha. Dạ cảm ơn anh nhiều. Rồi. Hai ông anh lên trước, bà em Út bà mới lên sau. Để em Út của chúng ta đêm nay quyết định. Mặc dù là mình thấy là hai bạn đã rất là không có quan trọng vấn đề nhất nhì nữa rồi, đúng không bà con cô bác? Nhưng mà vẫn là phải có quyết định của ban giám khảo thì đỡ để cho em gái sẽ làm điều đó. Đây là anh là được ban tổ chức cho anh cái hoa màu đỏ. Hoa màu đỏ anh sẽ tặng cho Trí nha. Hoa màu vàng mới là hoa quyết định. Dạ chân thành cảm ơn anh. Còn cái hoa màu đỏ là hoa tình thương. Anh dặn cho em anh dành cho em. Và hoa màu vàng anh dành cho em. Có nghĩa là trong lòng chúng ta hai ông anh, hai người này xem nhau, luôn luôn xem nhau, chỉ nhỉnh hơn nhau một chút xíu thôi. Bây giờ thì mời Ngọc Huyền. Trời ơi khó của chị em quá chị ơi. Đối với Ngọc Huyền đó thì không có gì là khó cả, mà tất cả là chúng ta dùng chữ thương và chữ tâm thì chúng ta sẽ làm được tất cả, thấy không ạ? Không có khó xíu nào. Dạ vỗ tay thì vỗ lớn lên. Hồi nãy đó, nếu không có chiếc bông đầu tiên khởi điểm của Ngọc Huyền dành cho Tâm thì có lẽ là Tâm không bước thêm vòng nữa, và Tâm lại không có thêm một tình bạn với Trí. Cảm ơn.
nhưng mà làm cho Trí hồi hộp. Chị Ngọc Huyền làm cho Trí hồi hộp. Cho nên hồi nãy Ngọc Huyền đã dành tặng cho Tâm chiếc bông đó rồi. Và bây giờ chiếc bông vàng xinh xắn để khẳng định giải nhất trong cái vòng ngôi sao miệt vườn lần này xin dành tặng cho em Trí. Chúc mừng bạn Trí đã giành giải nhất trong chương trình ngôi sao miệt vườn hôm nay. Hơn nữa thì Hữu Trí cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và các nhà đồng hành tài trợ, cũng như ba anh chị ban giám khảo đã tạo cho anh em thí sinh có được một cái sân chơi thật là hữu ích, giao lưu, học hỏi và có thêm một kiến thức về xã hội cũng như cuộc sống tình người. Một lần nữa xin chúc tất cả được nhiều sức khỏe và an khang. Hay quá. Thay mặt ban tổ chức, Ngọc Huyền xin được hân hạnh trao cho em Hữu Trí. Dạ, mời bà con bác cho tràng pháo tay ạ. Và dễ nhì, Châu Thanh xin được phép trao cho người em đồng hương với mình, Tâm Tây Ninh. Dạ, ngoài kỷ niệm chương thì dễ nhì của mình sẽ nhận được 2 triệu đồng tiền mặt, phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng của Phương Đồ Bộ, bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng và thẻ chăm sóc răng miệng cho cả gia đình của Anna Dental và Dana Care trị giá 6 triệu 400 ngàn đồng, và bộ sản phẩm chăm sóc gia trị giá 610.000 đồng của diễn viên Hồ Bích Trâm, và phần quà trị giá 340.000 đồng của bánh tráng Tân Nhiên. Và tổng giải thưởng giải nhì của mình là 12.153.000 đồng. Và chúc mừng anh Tâm. Và giải nhất của chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, anh Trí sẽ nhận được 5 triệu đồng tiền mặt, một chiếc loa karaoke di động của Adnos Sunka Media trị giá 6.510.000 đồng, phiếu mua hàng trị giá 2 triệu đồng từ Phương Đồ Bộ, bộ sản phẩm chăm sóc răng miệng và thẻ chăm sóc răng miệng cho cả gia đình của Anna Dental và Dana Care trị giá 6.400.000 đồng, bộ sản phẩm chăm sóc da của diễn viên Hồ Bích Trâm trị giá 1 triệu đồng, và phần quà bánh tráng Tân Nhiên trị giá 340.000 đồng. Phần quà của mình trong các tập này là nó lên rồi. Dạ, giải nhất là 23.382.000 đồng. Chúc mừng anh Trí. Wow, đây, đây, 5 triệu. Sẽ không bao giờ anh phụ tình em, sẽ không bao giờ anh dối lòng mình. Anh hát hay quá đi. Hay quá phải không mọi người ơi? Anh hát mà tim em tan chảy luôn anh ơi. Con nai. Ây, vừa rồi giờ quý hiếm ta không bắt đủ. Con đuông dừa. Tôi hẹn người yêu tôi. Ủa, anh có người yêu hả? Người yêu bộ quỷ hay sao không có người yêu? Người yêu anh có đẹp không? Hiển nhiên là người yêu tôi phải đẹp rồi. Ủa, đã vậy? Đó. Anh mới anh nãy giờ anh chờ em có lâu không vậy? Má ơi, muốn xỉu tại chỗ. Ngày sao con mê vắng xanh, dù bao tháng năm đau thương dằm vò. Sanh hậu tử à, nhìn con hát là bác nhớ tới hình ảnh của ba con. Lương Vĩ, tên rất là đẹp luôn. Dạ, tại vì cô mê Lương Triều Vĩ cho nên là con lấy Lương Vĩ là thế nào cô cũng không bao giờ quên con. Em có quà nhỏ nhỏ tặng cho bạn hả? Quà nữa hả? Trời, em thấy quà anh tỉnh liền cho luôn. Em không có gì, em có tiêu với điều à, em tặng cho anh. Trời ơi, năm mới tặng tiêu điều, chúc anh chị làm ăn phát đạt. Con vừa ơi, mùa dạ. 2 mà em không có cho chị ngồi, chị cũng năn nỉ em cho chị ngồi nhận quà. Ngôi sao miệt vườn. Dạ, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn anh Tí và anh Tâm. Cảm ơn quý bà con cô bác đã theo dõi chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn. Chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa. Xin cảm ơn 4 nhà tài trợ của chương trình là Adnos Sunka Media, Phương Đồ Bộ, Anna Dental và Dana Care, cùng với các nhà đồng hành là Bánh Tráng Tân Nhiên, Cà Phê Vườn Đá, Adam Store, Giáo Dài Quyên Nguyễn và diễn viên Hồ Bích Trâm. Còn bây giờ, Khương Dừa với ban giám khảo với lại anh Tiến Tâm và tất cả bà con cô bác ở đây xin chào tạm biệt bà con. Hẹn gặp lại quý khán giả trong một chương trình tiếp theo. Cảm ơn. Ngôi sao miệt vườn. Vui lắm người ơi. Mời bạn cùng tôi. Mời bạn cùng chúng tôi nha. Mình không tôn phi.
cuộc chơi hết đi. Vui lắm bạn ơi, vui lắm bà con ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn hãy cùng tôi tranh tài thử sức thi thố cùng nhau. Hôm nay Khương vừa tổ chức game show Ngôi Sao Miệt Vườn cho khắp nơi nơi. Cùng vui ca hát đi thăm ngôi sao, cùng nhau giải trí vui hết ý người ơi. Vui hết ý bà con.